Các Phật tử, phương Nam bốn thiên hạ đó, lại có thế giới tên là Na Nhẫn, Như Lai ở đó hoặc hiệu là Đế Thích, hoặc hiệu là Bảo Xưng, hoặc hiệu là Lý Cấu, hoặc hiệu là Thật Ngữ, hoặc hiệu là Năng Điều Phục, hoặc hiệu là Cụ Túc Hỷ, hoặc hiệu là Đại Danh Xưng, hoặc hiệu là Năng Lợi Ích, hoặc hiệu là Vô Biên, hoặc hiệu là Tối Thắng. Có 10.000 danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, phương Nam của bốn thiên hạ đó, lại có một thế giới tên là Na Nhẫn, Như Lai ở thế giới Na Nhẫn, hoặc hiệu là Đế Thích Phật, hoặc hiệu là Bảo Xưng Phật, hoặc hiệu là Ly Cấu Phật, hoặc hiệu là Thật Ngữ Phật, hoặc hiệu là Năng Điều Phục Phật, hoặc hiệu là Cụ Túc Hỷ Phật, hoặc hiệu là Đại Danh Xưng Phật, hoặc hiệu là Năng Lợi Ích Phật, hoặc hiệu là Vô Biên Phật, hoặc hiệu là Tối Thắng Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trước, nếu nói tỉ mỉ thì có 1 vạn danh hiệu. Những danh hiệu đó khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được trí huệ đáng được, mà gần gũi Phật cũng biết được, cũng đắc được tri kiến đáng đắc được. Các Phật tử, phương Tây bốn thiên hạ đó lại có thế giới tên là Thân Huệ, Như Lai ở đó, hoặc hiệu là Thủy Thiên, hoặc hiệu là Hỷ Kiến, hoặc hiệu là Tối Thắng Vương, hoặc hiệu là Điều Phục Thiên, hoặc hiệu là Chân Thật Huệ, hoặc hiệu là Đáo Cứu Kính, hoặc hiệu là Hoan Hỷ, hoặc hiệu là Pháp Huệ, hoặc hiệu là Sở Tác Dĩ Biện, hoặc hiệu là Thiện Trụ. Có 10.000 danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, phương Tây của bốn thiên hạ đó, lại có thế giới tên là Thân Huệ, Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Thủy Thiên Phật, hoặc hiệu là Hỷ Kiến Phật, hoặc hiệu là Tối Thắng Vương Phật, hoặc hiệu là Điều Phục Thiên Phật, hoặc hiệu là Đáo Cứu Kính Phật, hoặc hiệu là Hoan Hỷ Phật, hoặc hiệu là Pháp Huệ Phật, hoặc hiệu là Sở Tác Dĩ Biện Phật, hoặc hiệu là Thiện Trụ Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói rộng ra thì có 1 vạn danh hiệu. Những danh hiệu Phật đó đều khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến, tức là biết Phật Pháp, thấy được tướng Phật. Có người đề ra câu, đoạn trừ phiền não trọng tăng bệnh, thú hướng chân như diệt thị tà. Nghĩa là dứt trừ phiền não bệnh thêm nặng, hướng về Bồ Đề cũng là tà. Hai câu này là đạo lý gì? Hai câu này ở trong bài thơ Trương Triết Ngộ Đạo Vào Đời Đường. Bài thơ đó rằng, quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh hàm linh cộng ngã ra, nhất niệm không sinh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân giá. Đoạn trừ phiền não trọng tăng bệnh, thú hướng chân như diệp thị tà, tùy thuận thế duyên vô quái ngại, niết bàn sinh tử đằng không hoa. Bây giờ chỉ giải thích hai câu đề ra, trong thiền tông có câu đả cơ phong, tức là nói đạo lý tương phản. Mục đích là kêu bạn hồi quang phản chiếu, quay lại đi tìm chân lý, do đó đoạn trừ phiền não trọng tăng bệnh. Nếu có chữ đoạn còn tồn tại thì đó tức là phiền não. Nếu đã đạt được trình độ chẳng còn phiền não thì chẳng cần đoạn, tự nhiên gì cũng chẳng còn nữa, nghĩa là đừng có đầu lại thêm đầu. Thú hướng chân như diệp thị tà, hiện tại đã chứng được đạo nghiệp suốt ngày đến tối, cứ đi tìm chân như, đó là hướng bên ngoài truy cầu. Chân như tự tánh là ở trong tâm, chứ chẳng phải hướng ra ngoài tìm cầu. Vào đời nhà Minh, Đại sư Tử Bách nghe người ta tụng hai câu thơ, đoạn trừ phiền não trọng tăng bệnh, thú hướng chân như diệt thị tà, thì Đại sư nghi hoặc, suy nghĩ mãi chẳng hiểu. Ngài bèn biên hai câu này lên trên vách tường, suốt ngày đến tối suy nghĩ nghĩa của nó, nhưng chẳng được giải đáp. Một ngày nọ, đang lúc tập trung tinh thần vào hai câu thơ đó, thì chẳng may làm rớt bát cháo xuống đất, vỡ ra gây ra tiếng động, lập tức khai ngộ, thấu triệt nghĩa của bài thơ. Thì ra là thế, kỳ thật Đại sư Tử Bách đã có chỗ ngộ, đã chẳng còn phiền não, mất quá tự mình chẳng biết mà thôi, nghe được tiếng bát vỡ, mà đúng nhiên khai ngộ, chứng được trí huệ giải thoát. Các Phật tử phía Bắc bốn thiên hạ đó, lại có thế giới tên là Hữu Sư Tử, Như Lai ở đó, hoặc hiệu là Đại Mâu Ni, hoặc hiệu là Khổ Hạnh, hoặc hiệu là Thế Sở Tôn, hoặc hiệu là Tối Thắng Điển, hoặc hiệu là Nhất Thiết Trí, hoặc hiệu là Thiện Ý, hoặc hiệu là Thanh Tịnh, hoặc hiệu là Kẻ La Bạt Na, hoặc hiệu là Tối Thượng Thí, hoặc hiệu là Khổ Hạnh Đắc,
Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Phương Bắc của bốn thiên hạ đó lại có thế giới tên là Hữu Sư Tử. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Đại Mâu Ni Phật, hoặc hiệu là Khổ Hạnh Phật, hoặc hiệu là Thế Sở Tôn Phật, hoặc hiệu là Tối Thắng Điển Phật, hoặc hiệu là Nhất Thiết Trí Phật, hoặc hiệu là Thiện Ý Phật, hoặc hiệu là Thanh Tịnh Phật, hoặc hiệu là Kè La Bạt Na Phật, Biên Âm Tự Tại, hoặc hiệu là Tối Thượng Thí Phật, hoặc hiệu là Khổ Hạnh Đắc Phật. Như 10 danh hiệu ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có 10.000 danh hiệu, đều khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đắc được trí huệ, cũng biết được Phật Pháp, cũng thấy được tướng Phật. Các Phật tử phương Đông Bắc của bốn thiên hạ đó lại có thế giới tên là Diệu Quán Sát. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Điều Phục Ma, hoặc hiệu là Thành Tựu, hoặc hiệu là Tức Diệt, hoặc hiệu là Hiền Thiên, hoặc hiệu là Ly Tham, hoặc hiệu là Thắng Huệ, hoặc hiệu là Tâm Bình Đẳng, hoặc hiệu là Vô Năng Thắng, hoặc hiệu là Trí Huệ Âm, hoặc hiệu là Nan Xuất Hiện. Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, phương Đông Bắc của bốn thiên hạ đó lại có thế giới tên là Diệu Quán Sát Thế Giới. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Điều Phục Ma Phật, hoặc hiệu là Thành Tựu Phật, hoặc hiệu là Tứ Diệt Phật, hoặc hiệu là Hiền Thiên Phật, hoặc hiệu là Ly Tham Phật, hoặc hiệu là Thắng Huệ Phật, hoặc hiệu là Tâm Bình Đẳng Phật, hoặc hiệu là Vô Năng Thắng Phật, hoặc hiệu là Trí Huệ Âm Phật, hoặc hiệu là Năng Xuất Thiện Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có 10.000 danh hiệu Phật, khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến đáng đắc được. Các Phật tử phương Đông Nam của bốn thiên hạ đó lại có thế giới tên là Hỷ Lạc. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Cực Oai Nghiêm, hoặc hiệu là Quang Diễm Tụ, hoặc hiệu là Biến Tri, hoặc hiệu là Bí Mật, hoặc hiệu là Giải Thoát, hoặc hiệu là Tánh An Trụ, hoặc hiệu là Như Lai Pháp Hành, hoặc hiệu là Tịnh Nhãn Vương, hoặc hiệu là Đại Dũng Kiện, hoặc hiệu là Tinh Tấn Lực. Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, phương Đông Bắc của bốn thiên hạ đó lại có thế giới tên là Hỷ Lạc. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Cực Oai Nghiêm Phật, hoặc hiệu là Quang Diễm Tụ Phật, hoặc hiệu là Biến Tri Phật, hoặc hiệu là Bí Mật Phật, hoặc hiệu là Giải Thoát Phật, hoặc hiệu là Tánh An Trụ Phật, hoặc hiệu là Như Pháp Hành Phật, hoặc hiệu là Tịnh Nhãn Vương Phật, hoặc hiệu là Đại Dũng Kiện Phật, hoặc hiệu là Tinh Tấn Lực Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có 10.000 danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến khác nhau. Các Phật tử phương Tây Nam bốn thiên hạ đó lại có thế giới tên là Thâm Kiên Lao. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là An Trụ, hoặc hiệu là Trí Vương, hoặc hiệu là Viên Mãn, hoặc hiệu là Bất Động, hoặc hiệu là Diệu Mãn, hoặc hiệu là Đảnh Vương, hoặc hiệu là Tự Tại Âm, hoặc hiệu là Nhất Thiết Thí, hoặc hiệu là Trì Chúng Tiên, hoặc hiệu là Thắng Tu Di. Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, phương Tây Nam của bốn thiên hạ đó lại có thế giới tên là Thâm Kiên Lao. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là An Trụ Phật, hoặc hiệu là Trí Vương Phật, hoặc hiệu là Viên Mãn Phật, hoặc hiệu là Bất Động Phật, hoặc hiệu là Diệu Nhãn Phật, hoặc hiệu là Đình Vương Phật, hoặc hiệu là Tự Tại Âm Phật, hoặc hiệu là Nhất Thiết Thí Phật, hoặc hiệu là Trì Chúng Tiên Phật, hoặc hiệu là Thắng Tu Di Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có 10.000 danh hiệu khiến cho chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến khác nhau. Các Phật tử phương Tây Bắc bốn thiên hạ đó lại có thế giới tên là Diệu Địa. Như Lai ở đó hoặc hiệu là Phổ Biến, hoặc hiệu là Quang Diễm, hoặc hiệu là Mani Kế, hoặc hiệu là Khả Đức Niệm, hoặc hiệu là Vô Thượng Nghĩa, hoặc hiệu là Thường Hỷ Lạc, hoặc hiệu là Tánh Thanh Tịnh, hoặc hiệu là Viên Mãn Quang, hoặc hiệu là Tu Tý, hoặc hiệu là Trụ Bổn. Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật,
Phương Tây Bắc bốn thiên hạ đó, lại có thế giới tên là Diệu Địa, Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Phổ Biến Phật, hoặc hiệu là Quang Diễm Phật, hoặc hiệu là Mani Kế Phật, hoặc hiệu là Khả Ức Niệm Phật, hoặc hiệu là Vô Thượng Nghĩa Phật, hoặc hiệu là Thường Hỷ Lạc Phật, hoặc hiệu là Tánh Thành Tịnh Phật, hoặc hiệu là Viên Mãn Quang Phật, hoặc hiệu là Tu Tí Phật, hoặc hiệu Trụ Bổn Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có một vạn danh hiệu khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đã được tri kiến khác nhau. Các Phật tử kế phương dưới bốn thiên hạ đó lại có thế giới tên là Diễm Huệ, Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Tập Thiện Căn, hoặc hiệu là Sư Tử Tướng, hoặc hiệu là Mãnh Lợi Huệ, hoặc hiệu là Kiềm Sắc Diễm, hoặc hiệu là Nhất Thiết Tri Thức, hoặc hiệu là Cứu Kính Âm, hoặc hiệu là Tác Lợi Ích, hoặc hiệu là Đáo Cứu Kính, hoặc hiệu là Chân Thật Thiện, hoặc hiệu là Phổ Biến Thắng. Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: các vị, mọi người có biết chăng, kế phương dưới của bốn thiên hạ đó có thế giới tên là Diễm Huệ, Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Tập Thiện Căn Phật, hoặc hiệu là Sư Tử Tướng Phật, hoặc hiệu là Mãnh Lợi Huệ Phật, hoặc hiệu là Kim Sắc Diễm Phật, hoặc hiệu là Nhất Thiết Tri Thức Phật, hoặc hiệu là Cứu Kính Âm Phật, hoặc hiệu là Tác Lợi Ích Phật, hoặc hiệu là Đáo Cứu Kính Phật, hoặc hiệu là Chân Thật Thiện Phật, hoặc hiệu là Phổ Biến Thắng Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có một vạn danh hiệu khiến cho chúng sinh đều đắc được tri kiến đáng đắc được khác nhau. Các Phật tử kế phương trên bốn thiên hạ đó có thế giới tên là Trì Địa, Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Hữu Trí Huệ, hoặc hiệu là Thanh Tịnh Diện, hoặc hiệu là Giác Huệ, hoặc hiệu là Thượng Thù, hoặc hiệu là Hạnh Trang Nghiêm, hoặc hiệu là Phát Hoan Hỷ, hoặc hiệu là Ý Thành Mãn, hoặc hiệu là Như Thạnh Hòa, hoặc hiệu là Trì Giới, hoặc hiệu là Nhất Đạo. Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau.